Ôi đây này. Đây. Đây, nhanh 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 chân đây. Đem đồ, đem đồ, đem đồ, đem đồ. Đây đây. Sao cô thấy nó ở đâu ấy cô? Đâu 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 đâu. Sao? To tám man con này. Không, chị ơi cẩn thận nhá. Ui giời mọi người ạ. Ấy. Ui. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui. Mồm nó há là kinh nhỉ. Không biết bỏ cô đạo không nhé. Không biết được. Ê, anh cứ đi thẳng xuống cái kia bảo. Đấy mọi người ạ. Thì cô nãy mình có với anh Tuyên có nhận được cuộc gọi của cô Vi. Vâng, của chú Tài thì gọi là cô Vi đang đi lấy cây thuốc gọi là chữa bệnh mất ngủ. Thì là gọi cho anh em mình phát hiện ra con rắn mọi người ạ. Thì là anh em mình đang đến xem thử rắn để bắt. Thì anh đi nhanh xem nào. Bảo nó mắc ở trong cái chỗ cây nên là ấy. Vì nói nhanh quá mọi người nên là anh em mình không ấy được. Thì đi anh đi xem nào. Gọi cho. Ô Bi ơi. Bạn ơi. Đi vào cái đoạn ao này bên ngòm đoạn ao. Bảo ngay chỗ bờ ao cơ mà. Ủa, xe kia. Ô Bi ơi. Ở đây này. Ê, nhanh chân đây. Đem đồ. Đây đây. Sao cô thấy nó ở đâu ấy cô? Đâu. Ui ôi. Ui rắn gì đấy? Ui. Con này đen xì luôn này, con này. Mang bành. Ui to lắm. Mang nhạc. Ui ôi. Cô vừa ở đây thấy. Tôi đang thấy lùng đùng đùng trước. Cô nhìn thấy nó bò cho tận xuống đây. Ấy. Ui trời ơi. Ui ôi. Ui rắn gì? Mang gì như này? Nó ở trong này thì chị em bắt đường nó trong chỗ nó bắt nó cắn. Con này nó cắn thằng. Ui ôi. Mọi người này. Mùi lên trời nó chưa biết đường ra. À con này vào đây là định bắt cá đấy nhỉ. Ừ có thể. Định bắt cá trong này ấy. Ui giời mọi người này. Bò lên để tuyết ơi. Con này dã man nhỉ, to nhỉ. Nó phải con gì của nó từ đâu nhỉ? Chắc là nó phải là trên đầu kia kia cơ. Trôi chưa. Ở đây, không đây, tháo được cái đuôi đến được. Tháo cái đuôi ra, hoặc là dạch cái đây ra cũng được, có liềm mà. Đây, có cái liềm này. Tháo được rồi. Tháo được rồi. Dạ? Này, người ta bẫy cá là gì? Người ta đánh đây, đánh đụt để bắt cá. Cá là bẫy lươn đấy. To nhá. To lắm. Ôi, con này hầm. Ui, tựa cao ơi. Xách mẹ lên trên đường luôn đi. Bây giờ cao cả cái túi này xách kiểu gì? Cắt ra. Cắt đầu kia. À phải cầm cái đầu này không thì nó lại bay mất. Anh Duyên tay khỏe rạch cho mẹ anh đi. Chị ơi cầm đây chị ơi. Đây. Ui ốc nhồi này. Ốc nhồi à. Dịp xuống đất. Khó đất chưa đấy. Phải trông cái đầu đấy nhá, nó tụt xuống mất. Đây em đang cầm đây ạ. À các họ đang nhìn thấy cây bình nhiệt của con suối này. Ôi, hai bên đó, chỗ này nhiều quá nhỉ. Ừ. Kìa, được một bó rồi mọi người ạ. Đừng rút cái này ra. Bây giờ chặt cái này đi. Đây. Ngon hết đi. Ra, lấy ra có con dao nhỉ. Có thằng Bành ở nhà nó cứng mà nó rút luôn. Ủa, lấy cái ráng được. Bẻ được chưa? Cái này dây này là dây đồng mà. Không, dây sắt. Thế là không? Lấy cái này được, chặt. Được. Đây là dây gần như cái cỡ đấy. Ở đấy. Nó chuyên đập bằng đấy đúng. Mày thông minh thật. Còn thông minh đấy. Ngoài những lúc ngu ra thỉnh thoảng vẫn thông minh tí. Có lúc nào ngu đâu. Đi lại gần đầu kia vào kênh đấy. Đây, đây. Xem nó có đoạn nào đấy. Cầm sát sát không? Cầm sát vào đi. Dài nó không kia nữa. Đấy, chắc chắc cái nạn đấy. Con rắn này chui vào đây nó săn cá rồi ạ. Ui, to đấy. Sao? To dã man con này. Không, chị ơi cẩn thận nhá. Ui giời mọi người ạ. Ấy. Con này đen xì xì nhỉ. Ồ kìa cẩn thận tay kìa. Tay anh ấy.
lên đây nhá. Dạ. Ồ, được nhiều phết rồi ấy nhỉ. Ui giời mọi người, đây là cái cây mà chữa bệnh mất ngủ lâu năm mọi người ạ. Ai bị mất ngủ là đun cây này uống nước là được. Ra rồi. Ui, đây này. Đây. Đứng trên đây. Sóc. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Trên tay mình đây là miếng cao rán hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem Sa Mát Ẩm thực vùng cao. Thì cao rán hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rán hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy, mẫu là cao rán hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy mọi người nhé. Nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẹp chưa chi con này, dã man nhỉ. Có này 4-5 cân đấy nhật tiên nhỉ. Ui ở này cầm đấy tay không hết. Dã man. Ô, nó đang cắn vào cái cây kìa. Kia sao cầm tay không xong được. Cầm không hết luôn cô này. Ui ôi dã man con này. Ui vay thích cười nhỉ. Nhìn cái vải của nó, vải nào ra vải đấy luôn. Chắc con này nó bị mắc trong cho mượn. Ui giời mọi người này. Xem cái vải của nó, vải nào ra vải đấy luôn này. Bắt mồi này. Ui cái đông này tột này. Nó màu chơi chuột. Bắt chuột nó vào là bắt. Dã man này. Nó vào ăn cái bọn cá mắc kẹt đấy nhỉ. Vâng. Bọn này nó ăn cả chuột, nó ăn nhiều loại mà. Dã man luôn. Cóc này nó xong rồi. Vâng, con này phải tầm 4 cân, hơn 4 cân đấy. Lúc đầu nó động đậu cô không biết là không phải là nó được con chuột đâu. Con này béo tuôn. Béo nên. Ôi, bỏ lan. Béo rồi béo. Con này nó to đấy chứ. Ui. Ui giời. Ui. Mồm nó há là kinh nhỉ. Con này chắc chỉ mới vào thôi. Cái? Mới vào thôi. Mới vào thôi, xong rồi nó đâm tuét hết mồm. Nó đâm cái từ lưới này này. Nó có ăn cái gì bụng cái này. Ôi giời. Nhây. Ôi giời ơi. Ôi, nó ăn no đây. Ăn rồi. Cả nó ăn chuột hay là cóc cái này. Chắc thì nó vừa ăn xong. Anh ơi. Anh bỏ vào túi luôn đi. Không thì nó vừa ăn xong nó lại nôn ra đấy. Động vào nhiều nó lại nôn ra. Dạ. Đây túi của anh ở đâu? Đấy ở đâu nữa, cầm đây, cô ngồi bị cầm đây đâu. Kéo cắn chân đấy. Có, ngoài có ủng. Thang trên đường đi săn đấy là nhận được cuộc gọi của cô Vi mọi người ạ. Thì là phải chạy đến ngay, chạy đến gấp luôn. Nó rút vào đây này. Chảy máu. Nó rút vào lưới nó chảy máu. Đẹp chảy mỗi cái đoạn cái mỏ này nó rút vào chỗ đấy mà. Mỏ giống mỏ tuyên, bỏ chân ra nó lại bổ vào đầu gối bây giờ. Nguy hiểm. Bỏ ra. Úi, to quá. Ôi to nhỉ. To nhỉ. Con này to. Dã man thật mọi người ạ. Ui giời ơi. Sợ ui, này chị em mình bắt được con này. Lúc gọi bảo là chị ơi trong túi này chị em mình bắt đi. Bảo thôi đấy gọi bọn nó xem nào. Gọi bọn xong rồi đến nó bắt. Nhưng mà to thật. Nó thấy nó động động cho đấy hay là nó bò nó động động thì quay lại nhìn không thấy đang giật cái cây buồn ngủ này. Đây mọi người ạ. Đây là cái cây buồn ngủ rồi chữa bệnh mất ngủ. Giật ở dưới suối này không? Được. Thấy nó động động kia đấy. Nhìn đi nhìn lại tí. Thế phì, ôi quay lại rồi. Rắn rồi, gọi cho na chị em ngồi trông. Đúng là nó tự chui đầu vào rọ. Đúng là tự chui đầu vào rọ thật. Nó vào đấy. Này, hai thằng mày ấy đi để con chúng nó bê cái con này lâu mình vâng. Không bắt hay là như kiểu là nó lâu nó cũng chết nhỉ. Thì nó không có đường ra thì lâu đói nó sẽ chết. Đấy mọi người ạ. Kìa. Đây, cô gọn nhỉ, làm cái này về chỉ cần thế mà chặt luôn nhỉ. Không cần phải lọc ra từng dây để cầm nữa nhỉ. Đúng rồi. Thế là đây là an toàn. Vâng. Hôm qua mọi người làm, tối tao phải làm ấy.
một giờ vẫn chưa nhặt xong được. Cứ ấy thè gọn luôn là mình đến đâu về mình chỉ cần nhặt các lá này ra đấy, là ạ. Xong luôn. Quả này ý nổ đét đét luôn. Nhà mình mang rắn về đi. Thôi mọi người, có khi là video này mình xin phép kết thúc ở đây nha mọi người nhá. Để anh mình với anh Tuyên lại chắc là cho cái này về cất đi, xong rồi để đi săn tiếp đi. Ừ. Mang theo túi nặng này đi nó vướng lắm. Thôi mọi người xem video nhớ đăng cái kênh để ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em trong team nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Ê, đây, đây.